Xin chào anh em, trong bài này mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ tủ quần áo cơ bản, chia trong và chia ngoài. Bước đầu tiên thì mình sẽ vẽ một cái tường trước. Mình sẽ thoát lệnh ra. Đối với cái tủ quần áo ấy thì thông thường mình sẽ sử dụng cái tủ cơ bản hồi phục. Mình sẽ lấy ra đặt vào. Mình thoát lệnh. Tiếp theo là mình sẽ nhập kích thước cho cái tủ quần áo này. Chiều rộng mình sẽ cho nó là 1m8 đi. Mở rộng sang phải. Chiều cao thì thông thường tủ quần áo nó sẽ cao khoảng 2m đến 2m1. Đấy là đối với cục dưới. Còn đối với những cái tủ quần áo kịch trần thì mình có thể chia thành hai cục. Hoặc không thì mình có thể là cho nó cao hết khổ ván là 2m4. Đấy thì ở đây mình sẽ chia cho nó là cao 2m. Còn chiều sâu tiêu chuẩn nó sẽ là 580. Cả cánh vào sẽ là 600. Ok, tiếp theo là mình sẽ kích đúc vào bên trong cái tủ quần áo này nhé. Để mình vào trong mình chia công năng cho nó. Mình sẽ vào phần tab chia. Mình sẽ vào phần chia ngoài trước. Bước đầu tiên là mình sẽ chia ngang thành 3 ô trống trước. Rồi, ô trống dưới cùng ở đây là mình sẽ chia nó thành hàng ngăn kéo. Nó sẽ cao ở đây là 300. Mình sẽ nhập là 300. Rồi, mình sẽ khóa chiều cao vào nhé. Cái khoang ở giữa này thì mình sẽ chia cho nó là khe móc âm. Nó sẽ cao là 25 ly. Mình cũng sẽ khóa chiều cao lại nhé. Còn ở trên này thì nó sẽ là một hàng cánh mở bản lề. Thì mình sẽ chọn chia dọc nhiều. Ở đây 1m8 thì mình sẽ chia được 4 cánh là đẹp. Rồi. Ở dưới này mình sẽ chia nó thành 4 cái ngăn kéo. Ngăn kéo. Rồi. Đấy, chia ngoài cơ bản nó sẽ chỉ như vậy thôi. Tiếp theo là mình sẽ vào chia trong. Mình chia đợt với cả hồi cho nó. Ở đây thì khi mà mình chia ngăn kéo ấy, thì nó sẽ tự động nó chia cho mình các cái hồi ở giữa các cái ngăn kéo. Thì ở đây mình sẽ xóa bớt một vài các cái hồi đi. Mình chỉ giữ lại một cái hồi giữa này thôi. Cái khoang bên trái này mình sẽ chia cho nó một cái đợt. Mình có thể là chọn chia ngang. Thì nó sẽ ra cho mình một cái đợt. Nhưng mà cái đợt này thì mặc định nó sẽ là đợt di động. Nhưng mà cái này thì mình sẽ phải là cái đợt cố định thì nó sẽ đúng hơn. Đấy thì mình sẽ chọn đợt cố định. Mình có thể là bật cam chốt luôn để mình kiểm tra nhé. Có chỗ nào nó chưa đúng mình có thể điều chỉnh. Cái đợt này thì nó sẽ nằm ở vị trí nào? Thì đối với cái tủ mà nó có khe móc âm này thì cái đợt này nó sẽ nằm ở phía mép dưới của cái cánh bản lề này này. Còn ở dưới thì nó sẽ có một cái thanh xà móc âm để nó chặn cái mặt ngăn kéo này nè. Đấy thì cái nguyên tắc của mình ấy là mình sẽ lấy cái kích thước chia ngoài để nhập vào chia trong và mình sẽ cộng trừ đi một hoặc hai thân ván hoặc là một thân ván rưỡi. Đấy thì ở đây mình nhìn trên 3D mình phân tích nhá. Trên 3D thì cái mặt ngăn kéo này hiện tại nó đang phủ lên một thân đáy. Với cả ở đây cộng thêm 25 ly khe móc âm nữa thì mình sẽ nhập vào. Chiều cao của cái mặt ngăn kéo là 300 trừ đi 17 cộng với 25 ly nữa. Đấy, anh em xem có đúng là cái đợt nó sẽ nằm vào cái vị trí này không? Tương tự bên này cũng như vậy. Đây mình sẽ chia ngang ra. Mình sẽ chỉ định nó là đợt cố định. Và mình có thể là lấy luôn cái kích thước ở cái khoang bên trái này nhé. Mình nhập luôn sang khoang bên phải. Nó là 308. Enter. Đấy. Rồi mình quan sát trên 3D. Anh em quan sát này. Ở đây thì như anh em quan sát nếu mà mình dùng cái liên kết cam chốt ý, thì ở cái vị trí này thì cam chốt nó đang bị trùng nhau. Thì trên thực tế thì nó sẽ không lắp được kiểu này. Mà mình bắt buộc phải cho cái cam chốt nó lệch ra. Hoặc không thì mình sẽ sử dụng cái liên kết khấu âm dương giữa đợt với cả hồi tại cái vị trí này. Đấy thì để bật cái tính năng khấu âm dương thì mình sẽ làm như nào? Để bật tính năng khấu âm dương thì mình sẽ vào mặt trước này. Mình sẽ chọn vào cái đợt này nhé. Ở đây mình sẽ bật cái tính năng là khấu âm dương. Nó là E0 này, bật lên. Đấy thì lập tức cái thanh đợt của mình ấy, thì nó sẽ chạy từ bên hồi trái này sang kịch sang bên hồi phải này. Và cái đợt này nó đang thừa nhá, thì mình có thể chọn cái đợt này. Mình xóa đi. Đấy, ở đây nó đang có hai cái đợt thì mình sẽ chọn cái đợt nhỏ mình xóa đi. Tại sao mình không xóa ở bên phần chia mà mình xóa ở bên phần này? Bởi vì mình cố giữ lại cái phần mặt chia để tí nữa mình chia cái hồi thì nó sẽ không bị đâm lên kịch nóc nhé. Mình sẽ chọn cái tính năng là xóa tấm. Rồi. Mình quay lại phần chia trong nhé. Bên này thì mình có thể chia cho nó
thêm một cái hồi để cho nó bắt hai cái ngăn kéo hai bên. Bên này cũng tương tự như vậy. Rồi, tiếp theo là mình sẽ vẽ cho nó thêm một cái thanh sáo móc âm nữa. Để vẽ một cái thanh sáo móc âm thì mình sẽ copy một cái đối tượng nào đấy tương đồng với cả cái thanh sáo móc âm. Ví dụ như là cái chân này chẳng hạn, vì nó cùng chiều dài mà. Mình sẽ chọn cái chân trước này nhé, nhấp chuột phải, chọn copy. Mình sẽ đặt vào cái vị trí đấy. Mọi người lưu ý là bật cho mình ba cái chế độ bắt điểm này lên nhé, thì bật nó mới chính, đặt nó mới chính xác được. Đấy, mình sẽ đặt vào đây. Thoát lại. Mình sẽ chọn cái chân trước này, mình thay đổi cái thuộc tính của nó. Đối với cái mặt ngăn kéo mà nó chỉ móc một cánh như này thì cái chiều rộng của cái xà móc âm nó chỉ khoảng 50 thôi. Rồi, mình nhấp chuột phải vào, chọn sửa thuộc tính. Mình sẽ đổi cái thuộc tính nó sang là thuộc tính của cái xà khấu. Nếu mà mình không đổi thuộc tính nó sang xà khấu thì tên nó sẽ là chân trước. Ra ngoài thợ không biết lắp cái chân này vào vị trí nào. Đấy, cho nên là mình sẽ đổi cái tính chất nó sang cái loại xà. Rồi, thì khi mà đổi tính chất sang xà ấy, thì nó sẽ lập tức nó bắt cam chốt cho mình theo đúng cái tính chất của nó. Và đồng thời là nó sẽ tự động khấu cho mình các cái vị trí giao giữa xà với cả các cái hồi giữa nhé. Đây, như anh em quan sát trên 3D. Mình sẽ phân ra nó ra. Đây, như anh em quan sát, đây là hai cái hồi nhỏ này, nó đã khấu sẵn cho mình ra rồi nhé. Còn đây là cái hồi giữa, hồi lớn này, đây này, nó đã khấu xa trước rồi này. Còn đây là cái vị trí mà nó khấu âm dương đây. Cái đợt nó sẽ khấu một nửa ở phía bên trong và cái hồi nó sẽ khấu một nửa ở phía bên ngoài. Ra ngoài sập chúng lại với nhau là được. Tiếp theo là mình sẽ bật cái tính năng là vát móc âm cho cái hàng ngăn kéo ở dưới nhé. Thì để bật cái vát móc âm ở đây thì mình sẽ chỉnh ở cái cấp độ tủ. Mình sẽ nhấp chuột phải vào vùng trống của phần chia này. Mình sẽ chọn thùng tủ. Mình sẽ vào phần cửa nhé. Ở trong này là chỉnh các cái kiểu cửa. Thì nó sẽ chia ra các cái nhóm cửa nhé. Đầu tiên là mình sẽ chỉnh chung tất cả các cánh cửa trong cái tủ của mình. Ở đây nó sẽ chia ra thêm các cái nhóm tủ, như là nhóm cánh của tủ dưới này, nhóm cánh ngăn kéo này, nhóm cánh tủ trên này. Thì ở đây mình sẽ chỉnh riêng nhóm cánh ngăn kéo rồi. Đấy, ở đây nó đang là cánh vân ngang này. Mình sẽ bấm vào 3 chấm nhé. Đây mình sẽ chọn là ngang vắt trên D6. Ok. Ok. Đấy, anh em quan sát, nó đã vắt cho mình rồi đấy. Đấy, ra ngoài nó sẽ dùng cái con dao sáu, nó xẻ cho mình một cái đường định vị cái cạnh vắt. Sau đó mình sẽ chém vắt ở ngoài, sau nó ok.